chi tiết sedan giá rẻ của Nissan, trang bị động cơ tăng áp cạnh tranh với Toyota Vios, Hyundai Accent. Nissan Anera thế hệ thứ 4, còn có tên là Nissan Sunny tại một số thị trường, được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm Nissan V mới nhất. Mẫu sedan này ra mắt tại thị trường Thái Lan vào cuối năm ngoái. Xe có 5 phiên bản, giá bán 499.000 đến 639.000 baht, tương đương 372,5 đến 477 triệu đồng. Mẫu xe trong bài đánh giá là phiên bản Nissan Anera VL cao cấp nhất. Xét về kích thước và dung tích động cơ, Nissan Anera là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris sedan tại Thái Lan. Còn tại Việt Nam, Nissan Sunny cạnh tranh trong nhóm sedan hạng B. Nissan Anera VL có kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.495, 1.740, 1.460mm, chiều dài cơ sở 2.620mm, khoảng sáng gầm 135mm, khối lượng 1.076kg. Nissan Anera mới mang ngôn ngữ thiết kế Emotion Geometry. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng, đèn pha và đèn hậu có thiết kế theo kiểu boomerang. Cột xe và phần mui xe được nâng cao hơn trước. Các đường nét trên xe tạo cảm giác thể thao và hiện đại. Là phiên bản cao cấp nhất, Nissan Anera VL có đèn pha, đèn định vị và đèn sương mù dạng LED. Đường viền ánh sáng của đèn định vị khá sắc nét và gây chú ý. Logo Nissan 3D nằm nổi bật trên lưới tản nhiệt dạng tổ ong, ngay trên là một camera an toàn IAVM. Gương chiếu hậu chỉnh gập điện được gắn trên thân xe thay vì cột A, điều này giúp tầm quan sát của người lái rộng hơn và hạn chế điểm mù. Hai bên gương có camera và tích hợp đèn báo rẽ. Nhìn từ bên hông, các đường dập nổi kéo dài từ trước ra sau. Xe được trang bị bộ mâm 15 inch đi kèm lốp 195, 65, giờ 15. Ở phía sau, đuôi xe hơi nhô lên cao, đèn hậu, xi nhan và đèn phanh dạng LED. Các họa tiết bên trong đèn hậu dạng phẳng nhìn khá bắt mắt. Cản sau thiết kế đơn giản, được trang trí với hoa văn carbon và một bộ khuếch tán bên dưới. Có thể thấy phần đuôi của Nissan Anera tập trung nhiều vào chiều ngang, khiến cốp sau rộng hơn nhưng vẫn cân đối với tổng thể. Bước vào bên trong cabin, người dùng không cần đến chìa khóa bởi xe được trang bị Killer Sentry. Nội thất với hai tông màu đen trắng tạo điểm nhấn bởi những hoa văn sợi carbon. Bệ ti tay trung tâm, ốp cửa và bảng điều khiển trung tâm làm từ nhựa giả da. Vô lăng đáy phẳng bọc da ba chấu thể thao, chỉnh cơ bốn hướng, có tích hợp các nút chức năng. Mặt đồng hồ mid gồm một màn hình hiển thị đa thông tin TFT 7 inch và đồng hồ dạng analog. Chất lượng hiển thị của cụm đồng hồ này khá rõ nét, dễ nhìn và giao diện bắt mắt. Ở táp lô trung tâm là màn hình cảm ứng kích thước 8 inch, độ nhạy khá cao. Bên cạnh đó, hình ảnh từ các camera xung quanh xe được hiển thị rõ nét. Điều này giúp người lái dễ dàng quan sát được tình trạng xung quanh xe, tự tin hơn khi vận hành. Các nút chức năng cơ bản được đặt cạnh màn hình để người dùng dễ dàng thao tác mà không cần vào menu. Tiện nghi ở hàng ghế trước gồm cổng sạc 1-2V, cổng USB và AUX. Cụm cần số được sơn màu đen bóng Black Piano tạo cảm giác cao cấp. Ngay cạnh là nút bật tắt chế độ Sport, đây cũng là vị trí của nút Start Stop thay vì nằm gần vô lăng như trên các mẫu xe khác. Giữa hai ghế trước có hai khay đựng cốc, dưới bệ thì tay trung tâm là một ngăn chứa đồ và một cổng USB. Phiên bản Nissan Anera cao cấp nhất vẫn không có nội thất bọc da, toàn bộ ghế ngồi được bọc nỉ phối hai tông màu, đây là một điểm gây thất vọng. Hàng ghế trước đủ thoải mái, đèn nội thất khá cổ điển, cho ánh sáng tương đối, thế nhưng vẫn có độ trễ khi đóng mở cửa. Để giúp việc ra vào xe dễ hơn, cạnh của các cửa sau được làm thẳng hơn. Hàng ghế sau có đệm lưng phẳng, thiết kế theo kiểu sofa và không có bệ tì tay ở giữa, có ba tựa đầu cố định. Hàng ghế này có thể điều chỉnh nhưng không thể gập. Điểm cộng trên Nissan Anera là không gian nội thất tương đối rộng, trần cao, khoảng để chân hàng ghế sau 300mm, vòm bánh xe có ảnh hưởng đôi chút đến chiều ngang cabin nhưng vẫn đủ thoải mái. Nhìn chung, cách bố trí cũng như thiết kế cabin của Nissan Anera khá tốt, một số chi tiết cổ điển kết hợp với nét hiện đại. Vật liệu nội thất chưa ấn tượng nhưng ở mức chấp nhận được và phù hợp với giá bán. Đặc biệt, sự rộng rãi trong cabin là điểm nổi bật của mẫu xe này. Khả năng cách âm của xe cũng tương đối tốt, hành khách vẫn cảm thấy đủ yên tĩnh khi đi ở vận tốc 120km/h. Nếu vận hành trên phố với vòng tua máy ổn định, người ngồi trong gần như không nghe được tiếng động cơ, chỉ có âm thanh từ lốp dội vào. Nissan Anera thế hệ thứ 4 được trang bị động cơ xăng HZA 3 xi lanh, DOHC 12 van, dung tích 1.0 lít, tăng áp cho công suất cực đại 100 mã lực tại 5.000 vòng trên phút, mô men xoắn đạt 152 Nm tại 4.000 vòng trên phút, hộp số vô cấp CVT XT-RNIC, bình xăng dung tích 35 lít. Ngoài ra, xe còn có công nghệ Mirror Bow Coating giúp động cơ làm mát nhanh hơn, tăng độ bền và giảm mài mòn.